Xin chào toàn thể các bạn đã đến với kênh Kiến thức chuyên sâu. Trong video ngày hôm qua thì chúng ta cũng đã thấy được một cú vả điếng người từ Trung Quốc dành cho một phương Tây tập thể. Đó là bọn họ sẽ buôn bán dầu và khí đốt với cả những quốc gia thuộc khu vực Trung Đông bằng đồng nhân dân tệ thay vì sử dụng đồng đô la hay euro như một điều bắt buộc trong các cuộc giao dịch dầu thô trên toàn thế giới. Giờ đây, vị thế của petrodollar không còn nữa, thế giới đơn cực cũng hoàn toàn tan rã. Một châu Âu tập thể vì bài nguồn năng lượng của Nga đã chính thức rơi vào một cuộc chiến tranh giành năng lượng với cả những người Trung Quốc. Cái gì mà áp giá dầu Nga 60 đô một thùng, cái gì mà gói trừng phạt thứ 9 đã được thông qua, cái gì mà những người Nga lúc này chắc chắn sẽ phải khó sống vì những lệnh trừng phạt của chúng ta. Bỗng chốc, họ quay ngay 180 độ. Vào ngày hôm nay, 12 tháng 12, thì đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại của Liên minh châu là Joseph Boron, phát ngôn viên của vườn địa Đảng châu Âu, đã ba xoay ngay trên truyền thông rằng vì một vài lý do bất khả kháng, cho nên Liên minh châu Âu vẫn chưa thể thông qua gói trừng phạt thứ 9 để áp lên những người Nga. Các bạn biết đấy, đây là một trong những cuộc họp rất dài và phức tạp của Hội đồng Bộ ngoại giao, vì Iran cũng là một quốc gia giống như Nga sẽ phải chịu gói trừng phạt thứ 9 này trong chương trình nghị sự của chúng tôi. Vì vậy, EU vẫn cần thêm thời gian để đạt được những thỏa thuận về nó. Gói trừng phạt này vẫn chưa thật sự hoàn chỉnh. Vì vậy, chúng tôi đã đưa ra những đề xuất mới để các bộ trưởng có thể bỏ phiếu thông qua, nhưng bọn họ lại đang có những phản ứng trái chiều nhau. Vâng, theo những cách mà vị đứng đầu ngoại giao EU này trả lời cảnh báo chí thì có vẻ như trong Liên minh châu cũng chẳng mấy người hồ hởi để thông qua gói trừng phạt thứ 9 áp đặt lên những người Nga. Bởi đơn giản rằng, nếu thông qua gói trừng phạt này thì cũng đồng nghĩa châu Âu đang áp giá trần lên chính bản thân mình, rơi vào một vòng xoáy không thể tranh giành năng lượng với các quốc gia khác, điển hình là Trung Quốc. Nhìn những dữ liệu đang xảy ra trong mấy ngày gần đây, từ cách những người Trung Quốc đang sang Trung Đông, có thể nói rằng bất kể một lệnh trừng phạt mới nào áp lên nguồn năng lượng của những người Nga thì sẽ càng khiến cho châu lục này rơi vào một cuộc khủng hoảng năng lượng ngày càng trầm trọng hơn. Những công dân của bọn họ sẽ tiếp tục xuống đường để biểu tình dẫn tới một cuộc cách mạng màu và như các bạn biết đấy, cuộc đảo chính ở Đức đã chứng minh rõ ràng nhất cho điều đó. Điều đáng nói là trong cuộc đảo chính ở Đức này thì một người bị bắt mang cái tên Henry 13 chính là một vị hoàng tử của nước Đức, hoàng tử Reuss. Trong khi chính quyền của Đức thì đang cố gắng đối phó với những âm mưu khủng khiếp do hoàng tử Reuss cầm đầu để xem rằng ông ấy có liên hệ gì với những người Nga trong vụ đảo chính vừa qua hay không thì cũng gần như ngay lập tức những người hàng xóm mà cũng được coi là em trai của nước Đức đó là những người Áo đã công khai nói những điều khủng khiếp về Liên Minh Châu tại đây ngay lúc này một cuộc biểu tình phản đối đã được các công dân của Áo tổ chức ở viên bọn họ yêu cầu dỡ bỏ các lệnh trừng phạt lên những người nga đồng thời kêu gọi bắt đầu đàm phán hòa bình với Ukraine duy trì tình trạng trung lập của Áo và tăng cường các cuộc chiến chống di cư bất hợp pháp thậm chí ở đây còn treo cả cờ nga trên quảng trường Vienna thay vì cờ Ukraine vốn đã quen thuộc với cả châu một trong những chính trị gia nổi tiếng nhất của áo đó là cựu phó thủ tướng hen christian striger đã trở thành diễn giả chính trong cuộc biểu tình này ông đã có những phát biểu như sắt muối và vết thương lòng của liên minh châu ông nói rằng gần đây chúng ta đang trải qua rất nhiều điều chúng ta đang phải sống qua các lệnh trừng phạt đi kèm với những điều mà sau này hóa ra lại là những lời hứa đầy hão huyền rằng các lệnh trừng phạt này sẽ khiến những người nga phải quỷ gối điều đó đã không xảy ra bất chấp tất cả các lệnh trừng phạt những người Nga đã tăng gấp đôi doanh thu dầu khí trong năm nay từ chính châu Âu. Bọn họ có cán cân thương mại dường, thu nhập của nước này đã tăng từ 100 tỷ đô vào năm ngoái lên 220 tỷ đô vào năm nay. Chúng ta đang phải trả giá cho chính những sai lầm chính trị của mình. Chúng ta cũng đang phải trả giá bằng sự đau khổ của chính những người dân, cũng như thiệt hại khôn cùng của nền kinh tế. Tất cả những gì mà chúng ta có được, đó là giá gà và điện đã tăng cao hơn bao giờ hết. Nhưng điều tồi tệ nhất vẫn còn chưa đến. Một làn sóng phá sản trên diện rộng được dự đoán sẽ rơi vào tháng 3 và tháng 4. Đây không phải là một trò đùa hay một sự thổi phồng quá mức. Mối đe dọa này có thể gây ra những hậu quả thảm khốc cho chính đất nước của chúng ta, nơi mà đang ngày càng có nhiều người rơi vào cảnh đói rét, lạc lối, sống trong tuyệt vọng. Chính những điều này đã dẫn tới sự căng thẳng trong xã hội, điều mà chúng ta không hề muốn. Tất cả những ai đang hoạt động trong bộ máy của chúng ta cần phải có trách nhiệm ngăn chặn điều này chúng ta không biện minh cho tất cả hành động của những người nga trong cuộc chiến tại ukraine bắt đầu bằng cuộc tấn công của chính bản thân bọn họ luật pháp đã bị vi phạm và những hành động này đang được thực hiện ở cả hai bên mà đơn giản là không thể biện minh được nhưng cuộc xung đột này đã có một lịch sử lâu dài mà chúng ta thường đơn giản là từ chối ghi nhớ về nó thứ đã bị cuốn trôi khỏi trí nhớ của tất cả mọi người Chúng ta không được quên rằng sự kiện ngày 24 tháng 2 đã xảy ra như một điều hiển nhiên cho cuộc cách mạng vào năm 2014 hay cũng có thể gọi là một cuộc đảo chính và CIA tức cơ quan tình báo của Hoa Kỳ đã tham gia tích cực vào cuộc đảo chính này. Kết quả của cuộc đảo chính này không phải là việc thiết lập nền dân chủ ở Ukraine. Ở đây đã có một sự thâu tóm quyền lực chứ không phải là sự hình thành của một nền chính trị dân chủ. Hậu quả của cuộc đảo chính này đã kéo theo nội chiến ở Ukraine trong rất nhiều năm qua. Tính tới nay, cuộc nội chiến này đã khiến cho hơn 10.000 người chết, chủ yếu là các cư dân ở miền đông Ukraine, khu vực Donetsk và Luhansk. Và cũng từng ấy thời gian, một châu đã quay lưng lại với những cuộc xung đột này. Họ chưa bao giờ nói về nó hay đóng một vai trò trung gian, hòa giải trong việc giải quyết tình huống xảy ra ở đây. Và bây giờ, chúng ta cũng không thấy được sự phát triển nào về một chính sách hợp lý được theo đuổi để thấy rằng các chính trị gia của châu đang cố gắng thực sự giải quyết vấn đề. Chẳng thấy những chính sách đại loại như chúng tôi muốn hòa bình chúng tôi muốn đưa cả hai bên xung đột ngồi vào vòng đàm phán tất cả những điều này không hề được xảy ra ngược lại châu âu thấy việc cung cấp vũ khí là cần thiết hơn châu âu thấy các chính sách trừng phạt với nga cũng là cần thiết rõ ràng là châu âu muốn sự leo thang bọn họ thậm chí còn chẳng mảy may nghĩ về từ đàm phán chúng ta chỉ nhìn thấy mong muốn của bọn họ đó là làm trầm trọng thêm tình hình thay vì xoa dịu chúng chính trị gia người áo này nói không sai mà cứ nhìn vào hành động của những người đứng đầu liên minh châu chúng ta có thể thấy được rõ ràng điều đó đơn cử như nhà ngoại giao hàng đầu của vườn địa đàng EU là Joseph Boran trong chuyến cung du tới một địa bàn của NATO ở một thành phố thuộc Ba Lan, nơi mà khu vực này đã trở thành trại huấn luyện cho lực lượng vũ trang của Ukraine. Joseph đến đây làm gì? Hay ông ấy muốn tuyên truyền hòa bình cho những công dân đang được đào tạo để chống nga? Nếu quả thật là như vậy, thì ông ấy xứng đáng là một vị thánh trong vườn địa đàng của châu Âu. Tuy nhiên, người đứng đầu ngoại giao của EU chỉ đi loanh quanh và nở những nụ cười tơi doái trên truyền thông và phát ngôn ra những lời nói mang đầy tính chia rẽ. Có một sự cám dỗ đang được đẩy lên hàng đầu trong một bộ phận xã hội ở châu Âu. Họ muốn kết thúc chiến tranh vì không thể chịu đựng được những hậu quả hay cái giá phải trả của nó. Chúng ta cần phải chống lại những suy nghĩ này. Ôi chúa của tôi ơi! Giờ đây những công dân của châu Âu mong muốn hòa bình. Bỗng chốc bị những người đứng đầu ở viên đệ đảng quy kết chẳng khác nào như những kẻ phản chúa. Đúng vậy, giờ đây Joseph Poren đang trở thành hiện thân cho bộ mặt chính trị của phương Tây. Quan liều, hạn hẹp và thối nát. Ngay cả chính bản thân Ukraine cũng đã từng là nạn nhân của ông ấy. Boren đã từng nói rất thẳng thừng rằng Ukraine càng bị phá hủy thì cơ hội gia nhập của bọn họ vào Liên minh châu sẽ càng cao. Điều này chẳng khác nào như một lời tuyên bố của Liên minh châu là cuộc đối đầu quân sự giữa Ukraine với những người Nga sẽ vẫn phải tiếp tục. Rõ ràng là các chính trị gia tới từ châu Âu không hề quan tâm đến cuộc sống của những người dân. Tất nhiên, ai mà quan tâm đến những người bản địa hoang dã từ phía đông, suy cho cùng, cũng chính Boren đã từng nói, châu Âu chính là một khu vườn địa đàng được cắt tỉa cẩn thận, trong khi phần còn lại của thế giới đó là những khu rừng rậm chưa được khai hoang mà thôi. Rõ ràng, những lời tuyên bố đầy hiếu chiến của ông ấy không hề phù hợp với người đứng đầu của ngoại giao. Ông ấy nên trở thành bộ trưởng bộ quốc phòng của Liên minh châu không chỉ những công dân của châu bao gồm ở Áo bị Boren chỉ trích vì những cuộc biểu tình của bọn họ, mà ngay cả những công dân ở các châu lục khác cũng đã bị vị đại sứ này gieo tên. Điển hình nhất đó là ở châu Phi, nơi mà châu lục này ủng hộ Nga hơn bao giờ hết. Vị đại sứ này vào vài ngày hôm trước cũng đã cáo buộc các công dân của lục địa đen là thiếu hiểu biết. Ông cho rằng họ chẳng hiểu quái gì về Nga và Putin cả, nhưng vẫn yêu cầu Moscow bảo vệ các cuộc biểu tình của bọn họ. Ví dụ như ở Bamaka, thủ đô của Mali vào đầu năm này, Boren đã nói với một giọng đầy vẻ hờn giận. Nga đổ lỗi cho người khác, bóp méo thực tế và tìm kiếm các khán giả của mình ở một số nơi trên thế giới. Chẳng hạn, như tôi đang nói về những người trẻ tuổi trên một số đường phố ở châu Phi, những người đã được các kênh truyền hình chiếu lên. Khi mà bọn họ cầm trong tay những tấm áp phích có nội dung Putin, ông đã cứu Đôn Bát và giờ ông đang cứu chúng tôi. Điều này là rất gây sốc. Chúng ta có thể giả định rằng, những người này thậm chí chẳng hề biết Donbass Bát ở đâu và cũng có thể bọn họ cũng chẳng hề biết Putin là ai. Vâng có thể là ông ấy nói đúng những công dân của châu phi này không hề biết tổng thống putin là ai nhưng tổng thống putin lại biết ông ấy là ai trong một cuộc họp báo vào vài ngày trước thì tổng thống nga vladimir putin đã phải lên tiếng để bênh vực các công dân của châu phi trước những phát ngôn mang tính loạn giao hơn là ngoại giao tổng thống putin nói rằng bouron là một nhân vật vĩ đại và quan trọng của thời hiện đại một nhân vật chính trị của hiện tại nhưng ở châu phi họ biết nga là gì và nga đang ở đâu ở châu phi mọi người đều biết vai trò của Nga trong việc giải phóng khỏi chủ nghĩa thực dân. Thực tế, không có quốc gia châu Phi nào không nhận được sự hỗ trợ của chúng tôi, bao gồm về chính trị, y tế, kinh tế và đôi khi cả về quân sự. Chúng tôi có mối quan hệ rất ổn định, rất tốt và thân thiện với các nước châu Phi và chúng tôi cũng sẽ tiếp tục như vậy với bọn họ. Nếu như những người mà Boren nói đến biết châu Phi ở đâu và người dân châu Phi đang làm gì, thì bọn họ đã không ngăn cản việc vận chuyển thực phẩm cũng như phân bón của nga đến lục địa châu phi từ đó thì mùa màng ở các quốc gia châu phi sẽ bội thu hơn qua đó hàng trăm ngàn người dân châu phi cũng sẽ thoát khỏi nạn đói cho đến nay chúng tôi thậm chí còn không thể đưa phân bón của mình ra khỏi một số cảng biển của châu âu mà chúng tôi đã sẵn sàng vận chuyển miễn phí đến các đất nước của châu phi tôi đã nói điều này rất nhiều lần quá trình này bắt đầu một phần dưới áp lực của tổng thư ký liên hợp quốc nhưng vấn đề vẫn chưa được giải quyết cho đến nay. Một số chính trị gia ở Liên minh châu nên ngừng làm nhàm về tình yêu dành cho các dân tộc châu Phi và bắt đầu để hỗ trợ trực tiếp các quốc gia này. Điều đó bao gồm việc không sử dụng số tiền họ in ra để mua thực phẩm trên thị trường thế giới. Hành động này sẽ chỉ làm tăng giá, thúc đẩy lạm phát và khiến cho những người dân châu Phi rơi vào tình thế tuyệt vọng. Và ít nhất, những chính trị gia này không ngăn cản Nga sử dụng các biện pháp hỗ trợ của mình để giúp cho những người dân châu Phi vượt qua được thời kỳ khốn khó. Vâng, tôi tin lời tổng thống Putin nói là đúng bởi vì nếu ông nói sai, thì tại sao các quốc gia thuộc châu phi vẫn hình thành một liên minh ủng hộ nga thay vì theo một phương tây tập thể ra các lệnh trừng phạt lên quốc gia này thay vì đi nói lung tung trước truyền thông dạy các châu lục hai quốc gia khác phải làm gì thì rõ ràng là boron nên quan tâm tới việc của chứng châu lục ông ấy khi mà một mùa đông dài rẳng, rẳng đang ở gần trước mắt việc ông ấy cần làm là phải tìm cách nào đó buộc những công dân của châu chịu đựng lạnh giá và giá lương thực đang tăng cao ngồi yên ở trong nhà của họ đừng có ra đường xuống đường để biểu tình hay đảo chính nữa Hãy nhìn vào tình trạng của Đức và Áo dạo thời gian gần đây. Thay vì nói những thứ vô bổ trên truyền thông thì hãy quan tâm tới việc nhà của mình. Chưa kể ngay đến trong chính lòng Liên minh châu thì đang xảy ra một vụ bê bối tham nhũng lớn chưa từng có. Bốn thành viên của nghị viện châu đã bị bắt giữ vì nghi vấn nhận hối lộ từ Qatar trong việc ủng hộ quốc gia này đang cai World Cup. Theo các phương tiện truyền thông ghi nhận thì Qatar được cho là đã cố gắng gây ảnh hưởng đến nghị viện của châu bằng các gói quà tặng theo phía cảnh sát cho biết thì những khoản tiền đã được quy ra bằng hiện vật, được cho là phân phát cho những người nắm giữ các vị trí chính trị chiến lược trong quốc hội. Theo văn phòng công tố của Bỉ cho biết thì đã có 16 điểm bị lục soát và 5 người thuộc nghị viện châu đã bị bắt. 600.000 euro tiền mặt đã được phát hiện tại hiện trường. Vâng, những người này thuộc nghị viện châu, nằm trong hệ thống Liên minh châu, đại diện cho nền tự do dân chủ của phương Tây. Giờ đây bọn họ bị bắt với nghi vấn nhận tiền để tác động giúp cho Qatar đăng cai World Cup. Tôi nghĩ rằng các công dân của Liên minh châu nên đặt một câu hỏi cho giới chính trị gia của bọn họ là nếu vấn đề của Qatar là có tham nhũng thì trong các vấn đề tại Ukraine, Liên minh châu có trong sạch hay không khi mà châu lục này đã chuyển cho Ukraine số tiền lên đến hàng chục tỷ euro. Phải chăng thay vì chống Nga và đưa ra các lệnh trừng phạt một cách mù quáng, họ có nên thành lập một ủy ban điều tra cho số tiền cũng như khí tài của bọn họ tài trợ cho Ukraine liệu có bị thất thoát. Nếu giải quyết được vấn đề này thì tôi nghĩ rằng các công dân của Liên minh châu có lẽ sẽ bớt xuống đường hơn. Họ sẽ có thêm niềm tin vào giới tinh hoa của châu lục này. Thay vì phải suốt ngày nghe những lời phát ngôn đầy hoang tưởng của người đứng đầu ngoại giao trong khối. Còn tất cả các bạn, các bạn có cảm nghĩ như thế nào về vấn đề này? Hãy bình luận ở phần bên dưới nhé. Còn bây giờ thì bye bye.